4 tiếp viên hàng không Việt Nam Airlines nghi xách ma túy, thuốc lắc từ Pháp về khai gì? Chiều ngày 17 tháng 3, Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh thông tin về vụ 4 tiếp viên hàng không bị phát hiện xách 10 kg thuốc lắc và ma túy tổng hợp từ Pháp về Việt Nam qua sân bay Tân Sơn Nhất. Phó Cục trưởng Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh, ông Nguyễn Hữu Nghiệp thông tin, sáng ngày 16 tháng 3, công chức hải quan tại cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất đã phát hiện dấu hiệu bất thường trong hành lý của 4 tiếp viên của hãng Việt Nam Airlines. Đi chuyến bay Việt Nam 10 từ Pháp về Việt Nam. Qua sàng lọc, soi chiếu, chúng tôi nghi vấn trong vali của đoàn tiếp viên có chất cấm nên chuyển sang kiểm tra trực tiếp. Ông Nguyễn Hữu Nghiệp cho biết, kiểm tra những tuýp kem đánh răng, nước súc miệng trong hành lý của các tiếp viên, lực lượng chức năng tìm thấy 10 kg thuốc lắc và ma túy tổng hợp. Những người này gồm tiếp viên trưởng Nguyễn Thị TH, TH, 37 tuổi, Võ T, Quy, Trần Thị TH, NG và Nguyễn TH, V, họ khóc và khai rằng tại Pháp, có một người, chưa xác định danh tính, nhờ xách tay một số hàng hóa về nước và trả công hơn 10 triệu đồng. Do quá mệt mỏi vì vừa trải qua chuyến bay dài, các tiếp viên chỉ xem qua loa vài tuýp kem và không thấy có gì bất thường. Tại sân bay ở Pháp, hành lý của những tiếp viên này không bị phát hiện bất thường, đến khi về tới sân bay Tân Sơn Nhất mới bị lực lượng chức năng sân bay phát hiện. Theo lãnh đạo Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh, việc vi phạm mang hàng hóa của tiếp viên hàng không thỉnh thoảng vẫn bị phát hiện. Nhưng đây là lần đầu tiên hải quan phát hiện tiếp viên mang hàng cấm với khối lượng lớn thế này. Nhằm đảm bảo các công tác về tố tụng hình sự và thực hiện theo đúng quy định của pháp luật và quy chế phối hợp đối với các lực lượng có liên quan, Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh đã chủ trì phối hợp với các đơn vị chức năng gồm đội kiểm soát ma túy, Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Bộ Công an, đội kiểm soát chống buôn lậu ma túy khu vực miền Nam, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an thành phố Hồ Chí Minh, PC04, Công an cửa khẩu cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất, Cục Quản lý xuất nhập cảnh, Bộ Công an để tiến hành kiểm tra trọng điểm 4 đối tượng nêu trên. Kết quả kiểm tra có tổng cộng 8.400 gram viên nén màu xám và 3.080 gram chất bột màu trắng, theo cân điện tử tại đội thủ tục hành lý nhập khẩu. Các đối tượng cất giấu, ngụy trang trong các tuýp kem đánh răng. Tiến hành lấy mẫu thử nhanh bằng vali thuốc thử, kết quả cho thấy sản phẩm dương tính với thuốc thử methamphetamine, ketamine. Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh cho biết, Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất tiến hành trưng cầu giám định tang vật nghi vấn là ma túy đã thu giữ trong vụ việc trên. Sau khi có kết quả giám định, đơn vị có công văn đề nghị cơ quan cảnh sát điều tra PC04, Công an thành phố Hồ Chí Minh tiếp nhận điều tra xử lý theo thẩm quyền. Chi cục sẽ tiếp tục phối hợp cùng đội kiểm soát ma túy, Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh, đội kiểm soát chống buôn lậu ma túy khu vực miền Nam, Cục điều tra chống buôn lậu TCHQ. Phòng 7, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, C04 và PC04 tiếp tục thực hiện các bước nghiệp vụ tiếp theo.